Vâng, xin chào anh em, đã quay lại kênh tin tức 24 giờ bên ta tin tức ngày 26 tháng 7 năm 2019 có nội dung chính sau đây. Và trong thời gian qua, có nhiều anh em đặt câu hỏi cho tôi, đó là ông bà có thể tặng sổ đỏ cho cháu dưới 18 tuổi hay không? Thì trong video này, tôi sẽ giải thích cho anh em có được hay không và được ở luật như thế nào thì không để các anh em phải chờ lâu, chúng ta vào nội dung chính nhé. Và theo luật đất đai năm 2013 thì ông bà có quyền tặng mảnh đất mình là chủ sở hữu cho bất kỳ ai. Như vậy, người cháu dưới 18 tuổi có thể nhận món quà này, nhưng việc tặng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây nghe anh em, anh em nhớ rõ này. Mảnh đất đang trong thời gian sử dụng không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và pháp luật không quy định điều kiện đối với người tặng cho quyền sử dụng đất nhưng thông thường mảnh đất phải do chính người sử dụng đất đứng tên trong sổ đỏ. Và theo điều 20 Bộ luật dân sự năm 2015, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cháu của ông bà chưa đến độ tuổi này nên chưa được là chủ sở hữu và cần có người đại diện theo pháp luật để quản lý tài sản. Như vậy thì chúng ta có thể dễ hiểu là trường hợp này bố mẹ sẽ là người đại diện theo pháp luật của đứa trẻ mà được ông bà cho tặng đất đai. Khi thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đai từ ông bà sang cháu và bố mẹ đứng ra nhận tài sản và được ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tư cách là người đại diện của con. Có nghĩa là ông bà có thể tặng sổ đỏ cho con cháu nhưng phải có người đại diện ra để cho đứng ra sử dụng mảnh đất đó và đến 18 tuổi thì có thể chuyển lại cho con cháu. Và nếu anh em có ý kiến gì thì hãy đừng quên để dưới comment để cho chúng ta cùng bình luận Và tôi sẽ tìm thông tin và làm ra một video để giải thích cho anh em biết Và đừng quên ấn đăng ký và chung để theo dõi những thông tin mới nhất trong ngày Và nếu hay thì hãy like và chia sẻ Tạm biệt anh em